nói chuyện để đã xuống ra chút, ra nhỏ chút rồi hào thử rồi được rồi. Ừ, được rồi đó rồi. Rồi cho ra đi không? Ra xuống xe lên xe không đi. Hút xăng ra đi. Bơm xe giùm đi. Bơm xe giùm cái hút xăng ra đi con. Con về qua vậy? Về kêu chú đúng không? Con kêu đi. Rồi à. Bố con hỏi nha. Hỏi chú uống cái gì chứ cái kêu á. Nè. Nhẹ vô, nhẹ vô. Ôi trên kìa, kiến. Rồi cho nó lên cái bánh này, bắt cái này lên nè. Đó, rồi. Ê, chừng nha. Nhẹ nhẹ, hào thứ rồi. Hào thứ. Chim đây. Khoan gì khoan này, khóa xăng này. Ok. Rồi đó vậy đó. Rồi, nóng lên. Rồi. Thôi cho mút chim bánh xe lại chạy tới à, đủ tới chúng ta nữa chỗ này nè, chặn lên cho bánh canh lại đi.